Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin thật vui, một linh mục Việt Nam từ một người ngoại đạo trở thành linh mục công giáo và được đảm nhận chức vụ đặc biệt lớn lao tại một giáo phận Mỹ. Kính thưa cộng đoàn, sau đây quả là một tin thật vui cho cha và giáo xứ Cha Coi Sóc. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2022 vừa qua, đông đảo giáo dân, đặc biệt nhiều giáo dân Việt Nam thuộc nhiều sắc dân có mặt tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô hôm Chủ nhật để dự thánh lễ nhậm chức viện trưởng Richter của cha Thái Quốc Bảo. Được biết trước đây cha Thái Quốc Bảo là một người ngoại đạo và được đón nhận đức tin công giáo. Cha Thái Quốc Bảo được giám mục Kevin Van, giám mục giáo phận Orange, bổ nhiệm làm viện trưởng nhà thờ chính tòa Chúa Kitô vào tháng 2 năm nay và giờ đây chính thức nhậm chức trong thánh lễ cùng rất nhiều giáo dân và các thành viên của giáo phận. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, tên thường gọi trước đây là nhà thờ kính Crypto Cathedral Kitô, là ngôi nhà tâm linh của giáo mục giáo phận Orange và là trung tâm thờ phượng công giáo tầm cỡ quan trọng thuộc miền Tây Hoa Kỳ. Và đây là lần đầu tiên một linh mục gốc Việt đảm nhận vai trò này tại giáo phận có đông giáo dân Việt Nam. Cha Thái Quốc Bảo, 51 tuổi, từng là chánh xứ nhà thờ Thánh Cecilia Tutsin, nay làm viện trưởng nhà thờ chính tòa thay thế linh mục Christopher Smith nghỉ hưu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Thánh lễ được cử hành bằng 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để phản ánh sự đa văn hóa của giáo phận Orange với rất đông giáo dân người gốc Hispanic, người da trắng và người gốc Việt. Vì đây là thánh lễ nhậm chức của tân viện trưởng cho nhà thờ lớn này nên các giáo dân có mặt rất đông đảo, ngồi kín hết cả 2 tầng của nhà thờ. Bà Linh Nguyễn, cư dân Garden Grove cho biết: "Là một giáo dân người Việt Nam, tôi rất hãnh diện khi nghe cha Bảo được bổ nhiệm làm viện trưởng của nhà thờ chính tòa Chúa Kitô. Đây là lần đầu nhà thờ có viện trưởng người Việt Nam đại diện cộng đồng mình và giúp chúng ta có tiếng nói hơn. Tôi nghĩ cha chắc chắn sẽ làm tốt mọi bổn phận trong những năm tới." Trong thánh lễ, Đức Giám mục Kevin Van nói bằng 3 ngôn ngữ, Ngài rất tin tưởng và chính thức giao vai trò viện trưởng của nhà thờ chính tòa Chúa Kitô cho linh mục Thái Quốc Bảo. Đến cuối thánh lễ, cha Thái Quốc Bảo, tân viện trưởng nhà thờ chính tòa Chúa Kitô trò chuyện với giáo dân và cộng đoàn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cho biết, Ngài luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và Đức Mẹ. Ngài dâng lời cảm ơn cộng đoàn và cảm tạ Thiên Chúa. Linh mục Thái Quốc Bảo sinh ra tại Sài Gòn, Việt Nam. Ngài tốt nghiệp Đại học Tổng hợp ở Sài Gòn năm 1992 với bằng cử nhân điện toán, cử nhân triết học, Đại chủng viện Mount Angel ở Oregon năm 1998. Thạc sĩ thần học, Đại chủng viện St. John ở Camarillo, California và Ngài cũng là thạc sĩ thần học về tâm linh, trường giáo hoàng học viện Thánh Thomas Aquinas, Ý. Giáo phận Orange có tới 1,3 triệu giáo dân trong 57 giáo xứ, 5 trung tâm mục vụ và 35 trường học. Đây là một trong 10 giáo phận lớn nhất và có nhiều sắc dân, cộng đồng công giáo nhiều nhất Hoa Kỳ. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.